Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Invoice là gì? Mô tả các mặt hàng đã mua, sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm giá cả và số lượng. Thường thì bạn sẽ có mô tả mục tiêu chuẩn và số lượng hàng tồn kho. Nhưng hãy càng cụ thể và chi tiết càng tốt. Khi bạn tạo hóa đơn, điều này tránh sự nhầm lẫn và các vấn đề tôi không biết. Điều khoản thanh toán. Ví dụ, nhà cung cấp có thể chỉ định 30 ngày dòng, có nghĩa là toàn bộ số tiền đáo hạn trong vòng 30 ngày. Mục đích của invoice, chúng ta hãy cùng nhau nhận ra, mục đích chính của hóa đơn là làm chứng từ thanh toán. Đây là cách người bán có thể yêu cầu tiền từ người mua. Ngoài ra, người mua cũng sẽ sử dụng hóa đơn này để chứng minh cho lực lượng hải quan rằng hàng hóa của tôi được phép nhập khẩu để sử dụng. Để cụ thể hơn, tôi bán hàng hóa, tôi có một mức giá như thế này. Trên hóa đơn có đủ thông tin để chứng minh hàng hóa, vui lòng thanh toán cho tôi số tiền trên hóa đơn để nhận hàng. Đối với mục đích sử dụng hóa đơn, rõ ràng yêu cầu trên phải hiển thị thông tin đầy đủ. Trả bao nhiêu, các điều kiện kèm theo khác liên quan đến hàng hóa, số lượng và điều kiện thanh toán. Cách lập hóa đơn cho khách hàng, bạn có thể đang sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp trực tuyến hoặc có thể bạn đang sử dụng hóa đơn được in sẵn mà bạn sẽ hoàn thành. Quá trình hoạt động theo cùng một cách cho cả hai quá trình lập hóa đơn, bạn sẽ chuẩn bị một hóa đơn chỉ sau khi bạn đã vận chuyển hoặc giao sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Bắt đầu bằng cách xác định khách hàng. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể muốn xác định một khách hàng phụ hoặc công việc trong tệp của khách hàng đó. Bao gồm các số tài liệu trước đó liên quan đến việc bán hàng này, bao gồm mọi đơn đặt hàng hoặc thỏa thuận bán hàng hoặc ước tính. Xác định các mặt hàng được bán và giao. Thông thường, bạn sẽ bao gồm tên của sản phẩm hoặc dịch vụ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Số lượng hoặc thời gian cho các dịch vụ và tỷ lệ trên mỗi mặt hàng hoặc mỗi giờ. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm trực tuyến, tổng số cho mỗi mục được tính toán. Đây là nơi mà bạn có thể cần phải phân loại một mặt hàng là đặt hàng trở lại. Mỗi mục có dòng riêng và tổng số tất cả các dòng được thêm vào. Tiếp theo, bạn sẽ bao gồm thông tin bất kỳ khoản tiền gửi nào đã được thực hiện bởi khách hàng hoặc bất kỳ khoản giảm giá nào được áp dụng cho hóa đơn này. Bạn có thể muốn cung cấp cho khách hàng các phương thức thanh toán khác nhau, có thể giảm giá khi thanh toán bằng tiền mặt. Bao gồm các điều khoản vận chuyển cho các sản phẩm vận chuyển. Có hai loại, điểm vận chuyển FOB hoặc điểm đến FOB. FOB là viết tắt của miễn phí trên tàu. Nếu các điều khoản là điểm vận chuyển FOB, người gửi hàng, đó là người bán, trả tiền vận chuyển. Nếu các điều khoản là điểm đến FOB, người mua trả tiền vận chuyển. Đó cũng là một ý tưởng tốt để lưu ý nếu khách hàng chọn vật phẩm hoặc vật phẩm. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào về mặt hàng được nhận, bao gồm các điều khoản bán hàng. Đó là khi nào bạn muốn người mua thanh toán và bạn sẽ giảm giá cho khoản thanh toán sớm. Các điều khoản được thể hiện như thế này 2/10 net 30. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được giảm giá 2% nếu nhận được khoản thanh toán trong vòng 10 ngày và toàn bộ số dư đáo hạn trong 30 ngày. Hóa đơn có thể được gửi qua thư hoặc gửi qua email hoặc fax cho khách hàng khi khách hàng thanh toán. Số hóa đơn cần được ghi chú trên biên lai bán hàng và khớp với biên lai bán hàng trong phần mềm kế toán của bạn. Vì vậy rõ ràng là hóa đơn đã được thanh toán. Khoản thanh toán lấy số tiền chưa thanh toán ra khỏi tài khoản phải thu của bạn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.